Hòa Minzy lọt top sau mặt xấu nhất 2016, Harry Won để lại bình luận khiến ai cũng bất ngờ. Đọc đoạn bình luận này mới biết được mối quan hệ giữa bà xã Trấn Thành và đàn em kém tuổi mình. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và đầy nội lực, Hòa Minzy còn là một trong những sao nữ có gu thời trang khá ấn tượng. Mới đây, cô nàng còn vượt qua cả Sơn Tùng MTP, Mai Ngô để dẫn đầu top những sao mặt xấu nhất năm 2016. Quán quân Học viện Ngôi sao 2014 chia sẻ trên trang cá nhân về tâm trạng của mình khi được khán giả ưu ái bình chọn chức vô địch mặt xấu trong làng giải trí Việt. Cô nàng thanh minh rằng ở sau sân khấu, những lúc không phải mặc đồ diễn thì trong mình cũng dễ thương mũm mĩm, chứ không đến nỗi bị xếp hạng sao mặt xấu nhất. Nữ ca sĩ cũng phải tự công nhận rằng thỉnh thoảng có những khoảnh khắc nơm quá gớm vì béo và hạ quyết tâm đi tập để sở hữu vóc dáng chuẩn. Giọng ca Thư Chưa Gửi Anh tiếp tục đau khổ vì on top trong danh sách sao mặt xấu. Trong khi người hâm mộ vào động viên nữ ca sĩ, thì bà xã Trấn Thành đã để lại bình luận chúc mừng em khá là ngang trái. Tuy có vẻ như Harry đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là câu nói đùa của một người chị đối với em gái đồng nghiệp thân thiết. Được biết, Harry Won và Hòa Minzy khá hợp cả mặc dù hơn nhau tận 10 tuổi. Mới đây, cả hai cùng với ca sĩ Bảo Anh đều tranh giải nữ ca sĩ triển vọng năm 2016 do làng Sóng Xanh tổ chức. Mặc dù không đoạt giải, nhưng hai cô gái xinh đẹp này đều vui vẻ và cảm thấy vinh dự khi được đứng tên trong danh sách đề cử. Mối quan hệ giữa Harry và Hòa Minzy ở ngoài đời khá thân thiết. Cả hai thường vào trang cá nhân của nhau và để lại bình luận hóm hỉnh khiến ai cũng thấy buồn cười. Đăng ảnh tự khen đẹp trai, Phan Mạnh Quỳnh bị bạn gái bóc mẻ điểm cực xấu hổ. Ai cũng phải bật cười trước bình luận triệt để dìm hàng bạn trai của Huỳnh Khánh Vy. Huỳnh Khánh Vy là cái tên không xa lạ đối với những ai yêu thích chàng trai đa tài Phan Mạnh Quỳnh. Được biết, Khánh Vy không những xinh đẹp, nóng bỏng như hot girl, mà cô nàng còn giỏi kinh doanh và là hậu thuẫn vững chắc cho người yêu. Xinh xắn và tài năng vậy, chẳng trách Khánh Vy có thể níu giữ trái tim Phan Mạnh Quỳnh hơn một năm nay. Khoảnh khắc tình tứ bên cạnh bạn gái của thí sinh nổi bật Sinh Mai Son khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình đẹp của cặp đôi thu hút nhiều quan tâm của dư luận khi cả hai chia sẻ những giây phút hạnh phúc bên nhau và dành cho nhau lời nói yêu thương có cánh. Bên cạnh những lúc mùi mẫn xến xúa đó, Khánh Vy còn thường xuyên bình luận hài hước dưới những status ở trang cá nhân của bạn trai khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Mới đây, Phan Mạnh Quỳnh đăng một bức ảnh với caption khá tự luyến, đẹp trai lắm Quỳnh. Ngay lập tức, bạn gái của tác giả vợ người ta đã để lại bình luận hài hước nhằm mục đích dìm hàng người yêu nổi tiếng. Khi bị cô nàng bốc mẻ, chỉnh mất 2 tiếng mà bày đặt, Phan Mạnh Quỳnh đã đáp trả bài bình luận dí dỏm khiến người hâm mộ bật cười vì độ siêu dễ thương của hai người. Các fan đều hy vọng cặp trai tài gái sắc này sẽ sớm có một đám cưới như cổ tích trong tương lai không xa. Choáng trước những món quà tiền tỷ mà các mỹ nhân showbiz từng được tặng. Ai cũng phải ghen tị khi thấy những mỹ nhân showbiz này nhận quà khủng có giá trị tiền tỷ từ chồng hoặc bạn trai. Không chỉ nổi tiếng thành công ở nhiều lĩnh vực, các mỹ nhân showbiz này còn khiến người hâm mộ ghen tị khi được ông xã hay bạn trai dành tặng những món quà khủng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Ông Cao Thắng cùng góp vốn với Đông Nhi mua siêu xe 13 tỷ. Mới đây, Đông Nhi vừa chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh chụp cùng chiếc xế hộp mới kèm dòng trạng thái. Chào mừng em đã về với đội chị. Đây là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đời 2016. Do ông Cao Thắng và Đông Nhi đặt hàng mua từ thưởng cho thành quả của cả hai sau một năm 2016 làm việc cực lực. Tại Mỹ, trị giá của chiếc siêu xe R8 V10 Plus có giá khởi điểm khoảng 190.000 đô, hơn 4 tỷ đồng. Nhưng khi về Việt Nam, giá lên đến khoảng 13 tỷ đồng, ngang ngửa siêu xe Lamborghini.
Trong năm qua, Đồng Nhi đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp như hàng loạt những bản hit đình đám, các giải thưởng trong nước, quốc tế, giám khảo chương trình Giọng Hát Việt Nhí, live show kỷ niệm 8 năm ca hát. Đứng sau những quả ngọt ấy là sự hỗ trợ, giúp sức hết mình của ông Cao Thắng. Nhiều người hâm mộ suy đoán chiếc xế hộp vừa tậu là quà của ông Cao Thắng dành cho Đồng Nhi, nhưng thực chất phần thưởng này được góp sức bởi cả hai sau những ngày cùng nhau làm việc vất vả. Thủy Tiên hạnh phúc nhận đồng hồ 350 triệu từ ông xã nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau. Nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau, Công Vinh đã tặng bà xã Thủy Tiên chiếc đồng hồ kim cương có giá lên đến 350 triệu đồng. Trước đó, nam cầu thủ còn dành tặng vợ của mình nhiều món quà vô cùng đắt tiền, bao gồm trang sức, túi xách và xế hộp với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Món quà đắt tiền Công Vinh dành tặng Thủy Tiên nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau. Trong những dịp đặc biệt, ông xã nữ ca sĩ dành cả thời thanh xuân để yêu ai đó, cũng luôn có những món quà bất ngờ cho một nửa của mình. Ngọc Trinh và những món quà khủng từ bạn trai tỷ phú. Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh và bạn trai tỷ phú Hoàng Kiều là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm thời gian gần đây. Ngoài chênh lệch về tuổi tác, điều khiến người hâm mộ choáng váng chính là những món quà mà nữ hoàng nội y nhận được từ bạn trai. Mới đây, người đẹp xuất hiện trong một sự kiện với một bộ trang sức kim cương đắt tiền. Theo tiết lộ, đây là món quà mới nhất mà ông Hoàng Kiều dành tặng cho cô. Bộ trang sức kim cương đắt tiền mà Ngọc Trinh đeo trong một sự kiện gần đây là món quà đặc biệt của bạn trai tỷ phú. Ngoài ra, người đẹp còn có một bộ trang sức khác với phần mặt có chữ Anh yêu em. Ngọc Trinh thường mang bộ trang sức có ý nghĩa đặc biệt được tặng bởi ông Hoàng Kiều. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng thường xuyên khoe những món phụ kiện đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người phỏng đoán đây cũng là quà mà bạn trai dành tặng cho cô. Thu Minh thường xuyên nhận quà nghìn đô từ chồng Tây. Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng có sự nghiệp vững chắc và cuộc hôn nhân viên mãn nhất showbiz Việt. Kết hôn với tỷ phú người Hà Lan, Thu Minh được tặng rất nhiều món đồ đắt giá, chẳng hạn như nhận đính hôn kim cương, đồng hồ Rolex, nhẫn cưới hơn 6 tỷ, túi hàng hiệu trị giá 1,5 tỷ, siêu xe và những món quà khủng khác. Thu Minh thường xuyên xuất hiện trước công chúng với những chiếc túi xách đắt tiền hoặc những bộ trang sức bạc tỷ. Chồng của Thu Minh luôn dành cho cô những món quà giá trị trong các dịp đặc biệt. Phan Như Thảo được chồng tặng 3 căn biệt thự trước khi sinh con. Tháng 9 2016, Phan Như Thảo hào hứng khoe món quà mà chồng đại gia Đức An dành tặng con gái bồ câu sắp chào đời. Đó là 3 căn biệt thự được xây dựng tại Đà Lạt và Nha Trang. Theo đó, 2 căn được xây trên một ngọn đồi ở thành phố Đà Lạt, căn thứ 3 đặt tại bờ biển Nha Trang. Phan Như Thảo được chồng tặng hẳn 3 căn biệt thự trước khi cả hai đón con gái bồ câu sắp sinh. Sơn Tùng MTP thu nhập siêu khủng từ những kỷ lục âm nhạc. Sơn Tùng MTP là ca sĩ trẻ mới xuất hiện tham gia vào showbiz từ năm 2012 và nổi tiếng với ca khúc Em của ngày hôm qua. Tuy vậy, không chỉ khẳng định tên tuổi của mình, chàng ca sĩ lạc trôi này còn nắm giữ những kỷ lục về nhiều mặt của VBIT. Những kỷ lục này không viển vông xa vời mà lại đem về cho anh chàng rất nhiều tiền và lợi ích khác nhau. Ca khúc Em của ngày hôm qua do Sơn Tùng sáng tác và thể hiện đã có số lượt nghe gần 200 triệu. Đây là một con số không tưởng cho một bài hát được nghe online tại Việt Nam. Bài hát đã nắm giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng trong thời gian nửa năm ở một website nghe nhạc lớn tại Việt Nam. Việc trang web này bỏ một số tiền lớn để mua đứt bài hát độc quyền này khiến cho tên tuổi Sơn Tùng lại càng vang dội. Việc nhận được tiền bản quyền tính theo lượt nghe có lẽ ngày càng tăng vì ca khúc này chưa có dấu hiệu giảm hot dù đã ra mắt tới 4 năm. Theo thống kê thì Sơn Tùng MTP có tới 3 ca khúc hiện nay đang xếp trong top 10 MV ca nhạc có lượt xem nhiều nhất trên YouTube. Lần lượt đó là Chúng ta không thuộc về nhau, Em của ngày hôm qua và Buông đôi tay nhau ra. Hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam lại có khả năng tạo hit như Sơn Tùng. Một bài hát lọt vào top 10 đã đáng để ăn mừng, nhưng chàng ca sĩ người Thái Bình lại có tới 3 bài hát như vậy. Chỉ riêng điều này đã mang lại cho Sơn Tùng hàng tỷ đồng chỉ tính riêng từ YouTube. Khi nhiều ca sĩ phải chạy show mới có thu nhập thì MTP đã có một nguồn thu nhập ổn định từ chính YouTube khi mà anh có tới 3 MV lọt top 10 với tổng lượt xem lên tới 250 triệu lượt. Ngoài ra còn có không ít các MV với các lượt view 50 triệu trở lên. Cát xê của các ca sĩ phụ thuộc vào phần lớn với độ hot của ca sĩ đấy. Thế nên việc cát xê của Sơn Tùng MTP cao là điều dễ hiểu. Tuy nhiên con số Sơn Tùng nhận được theo một bầu show bật mí là 140 triệu cho 2 bài hát trên sân khấu.
Đây là một con số tương đối lớn, khổng lồ với một ca sĩ trẻ, đã đạt tới con số mà các diva, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam biểu diễn tại các chương trình lớn hoặc hải ngoại. Với việc chạy show kín mít và một số tiền cachet khổng lồ như vậy, một đêm biểu diễn Sơn Tùng bỏ túi không ít hơn con số vài trăm triệu đồng. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc ca hát trên sân khấu, để Sơn Tùng bỏ thời gian giao lưu với khán giả cũng đem lại cho anh không ít lợi ích. Vì với Sơn Tùng, ở giai đoạn này thì thời gian là vàng theo đúng nghĩa đen của nó. Có lẽ không có ca sĩ trẻ nào dính phải nhiều vụ lùm xùm về đạo nhạc như Sơn Tùng MTP. Gần như hit nào của Sơn Tùng cũng có ý kiến cho rằng anh đạo nhạc chủ yếu là nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, những tranh cãi này chỉ làm cho cái tên Sơn Tùng ngày càng hot hơn mà thôi. Hit Lạc Trôi của Sơn Tùng đã lập kỷ lục mới là ca khúc có số lượng người xem nhiều nhất trong ngày đầu tiên ra mắt. Chỉ sau một ngày, số lượng người nghe đã đạt tới 5 triệu lượt. Có nhiều ca sĩ đã lồng ghép quảng cáo vào các MV của mình như Hà Anh Tuấn, Soobin Hoàng Sơn. Tuy nhiên, việc ngay sau khi Lạc Trôi ra mắt, sản phẩm giày thể thao được Sơn Tùng quảng cáo trong MV gần như cháy hàng thì chưa từng xảy ra. Có lẽ việc lồng ghép quảng cáo thông minh không làm khó chịu người xem như những người tiền nhiệm đã giúp Sơn Tùng tạo được hiệu ứng chưa từng thấy. Dĩ nhiên, việc này đem lại cho Sơn Tùng một nguồn lợi khổng lồ từ các doanh nghiệp, không chỉ trong MV này mà chắc chắn trong các MV sau này nữa. Ngoài ra, hiện nay Sơn Tùng là gương mặt đại diện cho không ít sản phẩm như xe máy, điện thoại, quần áo thời trang. Thật khó để phủ nhận Sơn Tùng hiện giờ chính là ông vua tạo hit của showbiz Việt. Hiện tại Sơn Tùng đang trong một cuộc đua độc mã, chỉ có chính anh liên tục phá những kỷ lục nối tiếp của bản thân chứ không phải là ca sĩ nào khác. Mà hơn hết, những kỷ lục này đem về cho chàng ca sĩ một nguồn thu nhập nhãn tiền.